Hôm nay 16 tháng 2 thì em tiếp tục nghe rừng. Chúng em tiếp tục vô rừng phóng xanh. Trăng quá là tròn. Đây. Đi thôi anh em. Đây. Được. Let's go. Let's go. Ai vậy? Mấy người luôn. Dạ. Đã cá đi hả? Dễ thương à. Dạ. Ok, let's go. Đi xe, let's go. Nó dạy cho nó lẫn trốn người. Tả em bé nữa, sao thấy tả em bé trên bờ dưới nước rồi thấy ớn quá vậy trời. Thấy người phải lẫn trốn nha. Nữa. Trời ơi, trốn vô đống tả em bé nữa. Em bé đây quan dữ vậy ta. Ok, let's go. Chi. Hôm nay chúng em đi phóng sinh trong rừng ngập mặn lúc 4 giờ sáng để giải cứu các loài vật trong tự nhiên vừa bị các ngư dân không. Chỉ có mới có giải quyết được vì làm cho một ngư dân thôi à. Vừa bị ngư dân. Đó, trong khi là rất nhiều là ngư dân. Người ta đi đánh bắt về và mỗi người đánh bắt một khu vực. Nên mấy con cá mà nuôi mà thả ra ngoài tự nhiên á cũng bị bắt lại thôi, mà nó không có kỹ năng sống nữa, nó bị bắt nhanh hơn mấy con cá ngoài tự nhiên. Cá tự nhiên nó còn có cơ hội trở về rừng ngập mặn rồi trở ra biển, bởi vì nó sống trong thiên nhiên, nó biết đi đâu về đâu, nên giải cứu nó, cơ hội sống sót của nó rất là cao. Thì hôm nay chúng em lại được đủ duyên đi phóng sanh tiếp tục trong rừng ngập mặn. Hôm nay vẫn là 23 mạnh thường quân ủng hộ. Có một số mạnh thường quân thì tịnh tài đã hết, nên em chuyển qua chế độ tri ân. Ủa sao bên đây nước cạn nhanh vậy anh? Đây không sao.
Ồ, nước còn mà. Được rồi. Hôm nay vô sớm thế, 4 giờ mà. Rồi, cảm ơn anh. Đấy, thả lát nữa đem về bỏ trước cửa. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Chúng dạ. Dạ, trốn ở đây nước trong hả? Ê, mình chưa làm cái gì vậy? Bậy quá hả? Sáng chưa cho nó ăn sáng. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành đi phóng sanh cá biển trong rừng ngập mặn cho quý vị Bồ Tát đang trợ duyên. Rồi để em thả nó xuống chứ. Rồi. Hôm nay là gieo duyên cho quý vị cá với Đức Phật, để quý vị tiếp tục sống và làm vai trò trong tự nhiên nha. Đấy. Ai mà chết á, thì cũng đã gieo duyên với Đức Phật rồi ha. Để sau này mình được đến thế giới tốt đẹp hơn ha. Rồi đó, nằm nghỉ mệt rồi bơi ra ha. Ok. Ok nha các bạn, tỉnh táo nha. Wow. Quá đẹp. Dạ. Thì nè, thằng kia. Mới vô đây làm bậy à. Xin hồi hướng tất cả công đức của việc phóng sanh đúng cách này cho anh Hoàng Tuấn Thành, anh Lê Minh Tuấn, anh Lê Ngọc Phú, anh Nguyễn Trường Thành, anh Trần Công Cường, anh Ti, anh Tạ Công Lực, cô Thu ở quận 2, cha mẹ chị Tạ Kim Dung, chị Tạ Thị Hồng Thức, chị Cai Kim Thắm. Chị Lê Thị Bích Sơn, chị Nguyễn Thị Minh Tâm, chị Phạm Thu Trang, guest out. Chị đâu? Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, chị Phạm Thu Trang, get out. Ê. Get out. Không có vô móc, không được tới gần. À, đây. Chị đổ ra luôn. Sáng em chưa cho nó ăn sáng mà em cho đi luôn, nó nguy hiểm quá, nó làm em thấy ớn quá. Mà nó không có. Chị Lê thì Bích Sưng. Nó đi rồi. Cái thằng hung thần. Đi chỗ khác chơi. Dạ, nó là rái cá, nó sống trong tự nhiên. Cái đây là môi trường của nó mà. Này. Dạ. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, chị Phạm Thu Trang, đạo tràng hư không, gia đình của bé Như. Gia đình chị Nhã Vân, gia đình cô Hoa, gia đình chị Bình, Bồ Tát Diệu Liên, Bồ Tát Diệu Như Ngân, Bồ Tát Như Thật, Bồ Tát Tỉnh Ngọc. Dạ. 23 mạnh thường quân ủng hộ. Ê. Mấy con phải đi đi. Không đi là thằng này nó bắt đấy. Mam. Hư hả? Mấy con này nằm yếu đây, không bơi nè. Nè. Ai gì đà Phật. Nè. Nè. Không cho nó bắt mấy con cá chết nó buồn á.
Rồi đi đi. Đi đây đây đây, tôm gì đi đây. Dạ, rồi tiếp tục. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Chúng sanh gieo duyên với Phật rồi, thì dù chúng sanh có bị mất thân mạng này, cũng xin đừng oán hận, mà vui vẻ từ bỏ để đổi thân thể mới tốt đẹp trang nghiêm hơn nha. Đấy. Nè. Này có một số con chết nè. Này có con này chết hả họng luôn nữa. Này. Chết hả họng này. Này. À, cái con ti ti lại đây nó bắt mấy con chết rồi à. Này có mấy đứa chết cứng rồi luôn. Ok. Đây là một con tép chết, một con cá chết. Đâu thèm ăn đâu. Nó đang chơi sình. Nó đang nghịch sình nữa. Giờ rồi.